Và chào mừng các bạn đã đến với mốt chơi cuối cùng của cái Big Box này. Hay nói đơn giản hơn thì đây là mở rộng Marshal and Prisoner. Còn mình thì gọi là một thằng Paladin đánh nhau với tất cả bọn rogue. Ở trong phần này, nếu như các bạn đã chán ngắt với cái việc làm người xấu rồi thì bạn sẽ được quyền chọn làm anh cảnh sát này, Samuel. Hay mình hay gọi là Samuel. Có một điều đặc biệt ở đây chính là ngay từ lúc setup cho phần game ban đầu thì cái menu ấy nó yêu cầu mình chọn cảnh sát là màu vàng. Tuy nhiên mình đã chọn người có dấu Serif ở đây. Nhưng thực chất đây mới là cảnh sát. Và chỉ đến khi mà cái mở rộng này xuất hiện thì chúng ta mới được dùng nhân vật cảnh sát này. Tức là chúng ta đã đi trước nhiều bước. Và nhân vật màu vàng này chúng ta sẽ dùng cho một tên cướp mới. Đấy chính là May. Thế thôi, chúng ta bắt đầu trò chơi nào. Khác với môn chơi trước, khi mà người chơi tất cả đều là kẻ xấu thì ai là người giàu nhất sẽ là người chiến thắng. Trong này chúng ta có một nhân vật là Samuel. Anh ta là cảnh sát trưởng và nhiệm vụ của anh ta đấy chính là cảnh sát trưởng có 5 mục tiêu cần phải hoàn thành. Nếu anh ta hoàn thành được 4 trên 5, anh ta chiến thắng. Và chỉ khi anh ta thất bại thì tên cướp giàu nhất sẽ chiến thắng. Tất cả các nhân vật sẽ có thêm một cái thẻ, đấy chính là Brilliant Action. Chúng ta sẽ trộn vào cái thẻ hành động bình thường và chúng ta sẽ dùng. Nó giống như là cái thẻ Right Action ấy. Còn đây chúng ta sẽ đến với nhân vật chính. À, mình thích thế đấy. Đó chính là Samuel Ford, bởi vì nhân vật này chúng ta chưa bao giờ sử dụng cả nên là nó có rất nhiều thứ phải nói đến. Nhưng mà trước hết ý, thì mỗi người chơi sẽ được những cái thẻ wanted này. Đây, nó có giá là 500 đô. Quay lại với Samuel Ford thì anh ta có hai ổ đạn. Vậy nên chúng ta sẽ xếp ở đây. Mỗi ổ sẽ từ trên xuống dưới là từ 6 về 1. Anh ta cũng có trồng thẻ hành động thì chúng ta sẽ trộn đều lên và để ở đây. Đây sẽ là gọi là thẻ trạng thái à. Của anh ta với hình biểu tượng nằm đập phía sau. Thì chúng ta sẽ để úp xuống và để lên khu này. Điều thị là lúc đầu anh ta rất là khỏe. Đây sẽ là những cái thẻ truy nã và những cái tên cướp nào không chơi ấy, thì chúng ta sẽ cất đi. Đây là Special Target, tức là cái nhiệm vụ của Samuel Force. Nếu như các bạn chơi nhiều hơn 4 người thì chúng ta sẽ chơi hết. Với những cái thẻ này chúng ta sẽ trộn đều lên. Đồng thời chúng ta sẽ rút 3 thẻ và không được nhìn. Phần còn lại sẽ cất đi. Đồng thời các bạn nhớ đến những cái thẻ capture này không? Chúng ta sẽ trộn đều lên và rút ra 2 ngẫu nhiên, phần còn lại cũng sẽ cất đi. Kết hợp với 3 thẻ Special Target vừa nãy, chúng ta sẽ trộn đều lên. Và đây chính là 5 mục tiêu của Samuel Ford. Trong này chúng ta sẽ setup rất đơn giản thôi. Nếu chúng ta chơi từ 2 đến 4 tên cướp thì chúng ta sẽ dùng một cái đầu máy này, 4 toa tàu và một toa chứa tù. Còn nếu chúng ta chơi từ 5 tới 7 người thì chúng ta sẽ dùng 5 toa tàu. Và có một cái lưu ý đấy là cái khoang mà chứa tù ấy luôn luôn phải ở dưới cùng nhé. Đây là những cái thẻ vào tù thì chúng ta sẽ trộn đều lên và rút ra 3 thẻ để ở cuối của toa tàu cuối cùng. Cái này gọi là Prisoner Card. Tất nhiên rồi, cảnh sát trưởng sẽ vẫn ở toa đầu tiên. Toa đầu máy xe lửa, Locomotive. Ôi, anh ta bị ngã rồi. Và trong này thì cái người chơi làm cảnh sát trưởng sẽ là người chơi số 1. Và người chơi ở ngay cạnh bên trái của anh ta sẽ là người chơi số 2. Và chúng ta sẽ đếm những người chơi nào mà có số là chẵn thì chúng ta sẽ để quân vào cái khoang gần khoang cuối cùng. Và mình cứ để tại bên trên nữa, mình để dưới. Những người chơi số lẻ ấy, thì sẽ để vào cái toa tiếp theo. Để cho dễ nha. Lựa này không biết có dùng đến không, cứ để ngoài đi. Khác với những cái tên cướp ấy thì cảnh sát trưởng sẽ không có 250 đồng khởi đầu, bởi vì anh ta là cảnh sát trưởng mà, liêm khiết một đời luôn. Cảnh sát trưởng sẽ là người đi đầu ở round đầu tiên. Ở những round sau thì người bên tay trái của người đi đầu round trước sẽ trở thành người đi đầu. Và đó là xong phần setup. Đây sẽ là thông tin nói về toa chứa tù, cũng như là ý tưởng của mình, Brilliant Idea. Đối với khoang chứa tù chúng ta có hai ô đúng không ạ? Thì một ô là để chứa tù, còn một ô là cái nền đó thôi. Thì đầu tiên là cái khoang này này thì chỉ những người nào mà bị cảnh sát trưởng bắt mới ở bên trong thôi, chứ còn những cái người bình thường chưa bị bắt thì không thể vào được, bởi vì nó có khóa mà, không phải đi chợ đâu. Bạn không thể punch hoặc là shot hay là đánh hoặc là bắn người tù. Khi ở trong tù ấy, thì các thẻ action của một người chơi sẽ không có tác dụng trừ khi họ dùng cái thẻ này, Brilliant Idea. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thẻ Brilliant Idea Card. Ở đây chúng ta sẽ có một cái luật rút thẻ mới ở trong phase 1 Scheming. Thì bây giờ thì bạn sẽ được chọn là rút 3 thẻ hoặc là tìm thẻ Brilliant Idea đưa lên tay, sau đấy trộn lại chồng thẻ. Tức là một là bạn sẽ tìm cái này,
hai là bạn chọn rút thẻ bình thường. Thì cái brilliant idea này nó có tác dụng gì? Đầu tiên là khi mà bạn đang không ở trong cái toa tù ấy, tức là bạn không ở trong cái toa này, thì bạn sẽ dùng cái brilliant idea khác này để copy một cái thẻ action được dùng gần nhất bởi một tên cướp khác. Còn nếu như bạn đang ở trong cái tù thì bạn sẽ được di chuyển ra ngoài đây hoặc là đi lên nóc. Còn nếu như mà bạn đứng ở vị trí này, tức là cái sàn trước cái tù, thì bạn được chọn là thả một người tù. Nhưng mà nếu như bạn đã thả một kẻ ra rồi thì bạn sẽ không được thả tiếp nữa, và bạn không được chọn cái lựa chọn này. Và lựa chọn thứ hai ở đây thì chính là bạn sẽ được thả một tên cướp đang bị nhốt ở trong đó. Thì khi mà các bạn thả một tên cướp đang nhốt ở trong này ra ngoài, ra đây, thì bạn sẽ được lấy một cái loot token của họ. Tức là tao cứu mày thì mày phải cho tao cái gì đấy. Và vừa rồi thì mình có nói đến một cái thẻ, đó chính là thẻ Prisoner. Thì có một số điều kiện ở trong cái thẻ này. Đấy chính là đầu tiên, một tên cướp chỉ được giữ một cái thẻ Prisoner thôi, không được giữ nhiều hơn, thì mình có nói rồi. Cứu rồi thì không được cứu thêm nữa. Và khi mà cứu ra ấy, thì chúng sẽ cho chúng ta những cái chức năng. Thường thì sẽ là một chức năng. Nếu như mà những tên tù này ấy, là phụ tá của bạn, thì bạn sẽ có thêm chức năng thứ hai ghi ở đây này. Đấy, có ghi tên nha. Và cuối game thì những cái tên tù nhân này sẽ cho bạn là 200 đồng. Tiếp là những cái tên tù nhân này sẽ cho bạn cái chức năng có ghi ở đây, cho đến khi mà hắn không còn ở bên cạnh bạn nữa. Tức là chỉ cần hắn ở bên cạnh bạn là bạn sẽ luôn có các chức năng. Nhân vật quan trọng của môn chơi này, đấy chính là cảnh sát trưởng Marshall. Đầu tiên phải nói đến cái thẻ ở đây đã nhỉ. Đây có ba cái thẻ, các bạn nhớ không? Khi mà một tên cướp đấm vào cảnh sát trưởng ấy, thì sẽ lật cái phần này lên và lấy cái thẻ này về. Và cuối game ấy, nếu mà những tên cướp thắng thì chúng sẽ được thêm điểm từ những cái thẻ này. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những cái thẻ mục tiêu của cảnh sát trưởng. Để thắng thì cảnh sát trưởng phải hoàn thành được 4/5 nhiệm vụ ở đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ để vào đây. Ở đầu mỗi vòng chơi thì cảnh sát trưởng sẽ di chuyển một thẻ này vào vị trí đây. Tức là vòng thứ 5 anh ta sẽ được nhìn hết các thẻ. Tuy nhiên không được nhìn vào những cái thẻ ở khu vực này. Và khi mà làm xong thì anh ta sẽ ngửa để đây. Đây là các thẻ special target hay là những cái mục tiêu của cảnh sát trưởng. Mục tiêu đầu tiên ở đây, đấy chính là kết thúc trò chơi anh ta còn tối thiểu là một cái thẻ brawler này, tức là anh ta bị đấm tối đa 2 lần. Mục tiêu này có nghĩa là ở cuối game ấy, người cảnh sát trưởng này không thể có nhiều hơn 2 thẻ đạn từ một tên cướp ở trong cái deck của bản thân. Thẻ này thì có nghĩa là sẽ không có một viên đạn nào trong 1 hoặc 2 chồng đạn của cảnh sát trưởng. Thẻ này sẽ hoàn thành khi cảnh sát trưởng có ít nhất một cái mail bag này ở khu của bản thân. Lưu ý ở đây đấy là cảnh sát trưởng không thể làm rơi một cái mail bag khi bị đấm. Thẻ này có tác dụng khi cảnh sát trưởng có ít nhất là 2 tù nhân ở khu achievement, tức là khu thành tựu. Thẻ này sẽ thành công khi deck của mỗi tên cướp có ít nhất 1 viên đạn của cảnh sát trưởng. Thẻ này sẽ thành công khi mà một tên cướp có ít nhất là 4 thẻ đạn của cảnh sát trưởng ở trong deck. Ở trong phần thẻ của cảnh sát trưởng cũng có cái đặc biệt đây, bạn nhìn thấy dấu cộng nhau. Đấy. Thì khi anh ta sử dụng những cái thẻ này, anh ta sẽ được quyền thực hiện một action với cái điều kiện là lượt đấy phải là một lượt bình thường, không có biểu tượng gì bổ sung thêm vào ấy. Và tất nhiên rồi, anh ta được quyền đánh thẻ có cộng này kết hợp thêm một thẻ có cộng này nữa này, và thêm một thẻ bình thường nữa, thì anh ta được đánh 3 thẻ trong một lượt. Cái thẻ action này của cảnh sát trưởng sẽ giúp cho anh ta bắt được một tên cướp ở cùng khu của anh ta và đưa vào trong nhà tù. Một tên cướp thì có thể bị bắt rất nhiều lần, tuy nhiên chỉ cần hắn bị bắt một lần đầu tiên thôi thì cái poster wanted sẽ thuộc về Marshall. Hành động shoot của cảnh sát trưởng này cũng khác với các tên cướp, đấy là anh ta có 2 khẩu súng. Vậy nên là nếu mà anh ta ở trong khu mà có 2 tên cướp ý, thì anh ta sẽ bắn mỗi tên 1 viên và không thể bắn được là 1 tên 2 viên nhé. Ở trong này có nhân vật Bell màu tím, thì nhân vật này chỉ có thể kích hoạt được chức năng né khi mà trong này có 3 tên cướp thôi. Còn nếu mà có 2 thì vẫn bị bắn như thường. Tất nhiên là cảnh sát trưởng này vẫn được quyền là bắn 1 người, nhưng mà tội gì không bắn 2 đúng không? Hắn là cướp mà. Ở trong phần bullet card của cảnh sát trưởng cũng có một vài chức năng hay ho. Đầu tiên sẽ là disarm. Khi mà cái viên đạn này bắn vào đối phương ấy thì sẽ trộn vào chồng thẻ. Sau đó thì đến lượt rút lên mà ra thì sẽ phải để ra trước mặt. Sau đấy thì hắn sẽ nhận những hình phạt. Ở đây sẽ khiến cho những cái thẻ shoot của hắn không có tác dụng. Ở đây thì sẽ làm cho hắn bị thương ở đầu gối và không thể đi được, tức là không thể lên trên xuống dưới được ấy. Còn ở đây thì sẽ khiến cho hắn bị thương ở tay và không thể đấm được. Còn cái thẻ này khi bắn vào một người đang có cái thẻ tên tù nhân thì cảnh sát trưởng sẽ bắt tên tù nhân đó và để vào khu chế lợi phẩm. Còn đây là khi mà một tên cướp có cái mail bag thì cảnh sát trưởng bắn và bắt hắn phải thả cái túi đó lại. Sau đấy thì anh ta sẽ lấy về và để vào
Còn cái thẻ này thì không có tác dụng, nhưng mà nó sẽ kích hoạt được special target, mục tiêu đặc biệt của cảnh sát trưởng, đấy chính là Golden Bullet. Khi mà trò chơi kết thúc ý, thì tất cả những cái tên tù nhân ở phía sau của cái toa này này sẽ giật lên và sẽ đưa vào khu vực thành tựu của cảnh sát trưởng. Nếu mà cảnh sát trưởng thất bại, không hoàn thành được 4 trên 5 nhiệm vụ ý, thì tên cướp nào giàu nhất sẽ trở thành người chiến thắng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lượt đặc biệt, đấy là lượt này không được dùng thẻ shoot và thẻ punch. Đối với một số sự kiện thì chúng ta sẽ có là safe keeping. Ở sự kiện này thì tất cả các loot token ở trong cái khu vực mà Marshall đang đứng sẽ được di chuyển lên trên nóc, kể cả khi anh ta đứng ở trong toa hay là đứng ở trên nóc toa. Ở phần này thì cảnh sát trưởng sẽ phải để lộ một cái thẻ mục tiêu ở đây ra đủ. Sự kiện này mang ý nghĩa là những người chơi, bắt đầu từ người chơi đầu tiên và theo chiều kim đồng hồ, mỗi người chơi có thể chơi và xử lý một cái action card từ trên tay. Sau đó thì những người chơi sẽ đưa những cái thẻ mà chưa chơi ấy, đặt lên đầu chồng thẻ. Sự kiện QT. Nếu mà cảnh sát trưởng thắng trò chơi này thì kẻ cướp nghèo nhất cũng sẽ thắng. Còn nếu mà nhiều đứa nghèo nhất quá ấy, thì cảnh sát trưởng thắng thôi. Sự kiện Deadly Foe. Thì khi mà đấm một người chơi khác ấy, thì mình được chọn là thay vì đấm sang một toa tàu khác, có thể đấm rơi ra khỏi tàu luôn và người chơi đấy sẽ không bao giờ thắng được, bởi vì có trên tàu nữa đâu. Cái sự kiện này thì mang ý nghĩa là crime doesn't pay. Ý muốn nói đấy là tên cướp mà đang ở trong cái khoang tù ấy thì sẽ không được chiến thắng, kể cả có là người giàu nhất. Và đó là toàn bộ những gì có trong cái mở rộng cuối cùng của Cold Express Big Box. Có ý kiến gì các bạn comment xuống bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Theo một game đơn giản nhưng không hoàn chán. Bye bye.